muốn đi chợ châu Á đó để mua đồ ăn đó thì còn mất khoảng 30 phút nữa. Trong cái thời gian này thì mình tranh thủ mình chia sẻ với mọi người về cái nghề làm nails ở tiểu bang West Virginia. Mình từ ở tiểu bang Florida mình vào tiểu bang West Virginia mình làm khoảng 19 tháng rồi, và mình cảm thấy ở đây rất là ok nếu mà về cái thu nhập. Mọi người có thể vào cái trang web báo nails.com. Đó là một cái trang web mà người ta quảng cáo cho những người chủ tiệm cần tìm thợ ở trên 50 tiểu bang của nước Mỹ. Từ ở trên những cái bảng quảng cáo của các chủ tiệm, các bạn sẽ tìm ở các cái tiểu bang. So sánh thì chỉ duy nhất ở tiểu bang West Virginia chủ đăng báo tìm thợ và sẵn sàng bao lương mức thấp nhất khoảng là 5.000 tới 6, 7, 8.000. Thì các bạn có tin không? Và trong đầu rất là nhiều người sẽ hỏi là đăng như vậy thì chắc là để kéo thợ vào thôi, chứ không biết là cái thu nhập nó có cao như vậy hay không. Bản thân mình đã bước vào đây mình làm thì mình xin chia sẻ với mọi người là có. Và tùy theo khả năng của các bạn, cái thu nhập đó có thể cao hơn rất là nhiều, đặc biệt là vào mùa hè. Cái mà bao căn bản là 5.000 đi, coi như là mình coi gọi là tương đối là 5.000. Chứ đa số là người ta đăng báo người ta bao từ 6 tới 8.000, thì mình coi cái mức thấp nhất là 5.000 thì để mọi người không phải thất vọng. Tại vì sao ở đây các bạn thấy cái thu nhập nó cao như vậy? Nhiều khi mình đặt cái câu hỏi, tại vì bản thân mình là cái ở Florida và cái tay nghề của mình rất là vững, và ở tiểu bang Florida là mình cái giá nó không cao, cái lượng khách nó cũng không có nhiều giống như ở đây. Nhưng trung bình của mình là mỗi ngày, mỗi tuần 6 ngày đó, thì cũng khoảng bằng cái lương ở bên đây mà người ta bao thấp nhất. Rồi khi mình vào bên đây đó mình làm đó thì cái thu nhập của mình nó cao hơn. Và mình cũng xin nói ở đây mọi người là tùy vào cái khả năng nha, chứ không phải ai cũng giống ai. Cho nên cái thu nhập của mỗi người và cái con số của mỗi người mà làm được mỗi tuần, mỗi tuần nó đều khác nhau. Thậm chí cùng làm trong một tiệm, cùng với cái số lượng khách đó, người làm nhanh được bao nhiêu, người làm chậm được bao nhiêu, nó có một cái sự khác biệt. Đó là tùy vào khả năng của mình. Mình vào đây và mình làm đúng hai tiệm. Một tiệm đó thì mình làm ở khu vực Hurricane của tiểu bang West Virginia đó. Thu nhập cũng rất là cao. Và chủ ở tiểu bang West Virginia mình nói là tương đối là dễ, vì họ rất là quý thợ. Và cái chỗ mình làm cũ đó, cái chị chủ rất là dễ thương luôn, và thu nhập cũng khá cao. Nhưng mà vì lý do của bản thân mà mình không làm ở chỗ đó nữa, mình cũng rất là tiếc đó. Hai chị Phương ha, và chị em vẫn giữ liên lạc với nhau. Theo cái kinh nghiệm của bản thân mình á, là tại sao ở cái tiểu bang West Virginia cái thu nhập về cái nghề nails của mình cao, trong khi cái nền kinh tế của tiểu bang thì lại không cao? Vì ở đây là đa số là đồi núi và rất là lạnh. Người dân bản xứ ở đây là có thể nói 95% là bị trắng. Họ không có việc làm, và cái tệ nạn về hút chích xì ke rất là nhiều. Nhưng tại sao cái nghề nails của mình nó lại có cái thu nhập cao? Thứ nhất là tại vì họ không có cái việc gì làm, không có chỗ gì chơi, cho nên cái mà có thể gọi là cái sự xa xỉ của họ là đi làm những cái bộ móng tay, móng chân cho nó đẹp rồi về nhà tự ngắm. Còn những ở thành phố lớn thì người ta có quá nhiều hoạt động, là nào là đi bar, đi club, rồi đi ăn, đi uống, rồi đi picnic, đi cái này cái kia, thì người ta tiêu tiền vào những cái thứ đó, thì người ta hạn chế để đi làm đẹp. Trong khi đó ở đây những cái điều đó rất là ít, cho nên họ đầu tư vào cái việc cho bản thân nhiều. Cái thứ hai nữa là vì ở đây nó quá lạnh, nó quá buồn, cho nên là cái người Việt của mình á ít có vào. Thì khi mà người Việt ít vào thì tiệm nails cũng ít đi, và tiệm nails
thì cái sự cạnh tranh không nhiều, giá cả nó còn cao và cái lượng khách hàng đi vào mỗi một cái tiệm rất là đông. Và cái thứ ba nữa là tại sao ít người Việt vào? Thứ nhất là về buồn và không có cái tiệm Việt Nam để mà ăn, rồi những người không có gia đình thì rất là cô đơn. Thì còn một cái điều kiện nữa mà rất là quan trọng là đổi hoặc là lấy cái bằng làm nails ở tiểu bang West Virginia rất ư là khó. Mình dùng một cái từ rất là khó luôn, tại vì nó là một cái tiểu bang nghèo mà rất là chảnh chẹ. Thì cái những cái căn bản của để đòi hỏi đổi một cái bằng, thì mình học một cái bằng ở đây thì không nói gì mọi người ha, nhưng mà đa số người Việt mình đều đã có bằng ở những cái tiểu bang khác rồi, thì họ chỉ muốn đổi bằng vào để không phải mất cái thời gian học. Thì mình học phải là 400 giờ, rồi mình phải thi nào lý thuyết, rồi thực hành, rồi thi luật tiểu bang nữa, thì nó rất là khó cho người Việt của mình. Cho nên đa số là đổi bằng, mà cái sự đổi bằng ở đây nó không đơn giản như là mình đổi bằng ở những cái tiểu bang khác. Vì cái tối thiểu mà họ đòi là mình phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. À, những bạn mà đi học ở bên Mỹ đã có qua trường lớp ở high school, trung học ở Mỹ thì rất là dễ rồi. Còn đa số các bạn muốn vào làm và những cái bạn mà lớn tuổi vào á, thì thường là có không có cái bằng tốt nghiệp ở đây. À, tối thiểu là bằng tốt nghiệp bạn có thể nộp cái bằng đại học ở Mỹ vào. Còn ngoài ra tất cả những cái bằng tốt nghiệp của các cái tiền các quốc gia khác đều phải đi qua một cái cơ quan thẩm định bằng, và cái việc đó sẽ mất khoảng 2 tháng, và mình không có thể làm gì khác hơn nữa được là ngoài việc là mình phải gửi cái bằng của mình. Một là mình có bằng tương đương với bằng phổ thông trung học của Mỹ hoặc cao hơn, hoặc là mình bắt buộc phải có cái bằng tốt nghiệp phổ thông trung học ở Việt Nam và phải đi qua một cơ quan thẩm định để đánh giá cái giá trị của bằng của mình và xác thực coi cái bằng của mình nó có đúng hay không. Tất cả những cái điều đó mình phải làm qua mạng hết. Mình phải đi qua 2 cái website để mà mình thẩm định cái bằng của mình, và cái chi phí là 125 cho một cái website, và thêm một cái website nữa là 92 đô la Mỹ, thì tổng cộng là 217 đồng để mà thẩm định cái bằng của mình thôi. Và cái bằng của mình trước hết là mình phải dịch sang tiếng Anh, rồi mình phải đi thị thực cái bằng đó. Thì bản thân mình có thể dịch cái bằng đó qua tiếng Anh và mình đi ra ngân hàng hay là mình ra bưu điện để mà mình xác thực cái chữ ký của mình, rồi sau đó mình dùng cái bản chính mình chụp hình lại cho nó thật là rõ, rồi mình chụp cái hình bản dịch phải cho rõ sau đó, và cái hộ chiếu của mình, hộ chiếu Việt Nam đó, nếu như mà các bạn chưa có quốc tịch Mỹ, còn nếu có quốc tịch Mỹ thì mình chụp cái bằng lái xe của mình và cái quốc tịch Mỹ, rồi sau mình gửi lên. Rồi từ cái cơ qua từ cái website đầu tiên đó họ sẽ chuyển mình qua một cái website thứ hai nữa, và cái thời gian đó là cái thời gian mình chờ đợi. Rồi mình sẽ nói một điều là lúc đầu mình cũng không tin, lúc đầu mình bắt đầu mình làm mình không tin là tại sao làm sao có cái việc mà một cái cơ quan nào đó họ lại có thể thẩm định được cái bằng ở Việt Nam, mà cái bằng Việt Nam của mình là mình đã tốt nghiệp phổ thông trung học năm 1993. Thì làm thế mà lại một cái trường ở huyện nữa, thì làm sao mà một cái cơ quan nào ở Mỹ mà họ có thể thẩm định được. Và khi mà mình chụp cái hình của mình thì cái hình của mình chỉ để là trường phổ thông trung học trưởng điểm đó, chỉ có như vậy thôi, và cái ngày của mình tốt nghiệp và cái tên tuổi, ngày tháng năm sinh của mình và cái khóa học của mình. Mọi người ơi, kinh khủng lắm. Mấy tuần sau là mình lên mình theo dõi trên website, họ đưa ra từng cái địa chỉ của cái sở đào tạo giáo dục ở Việt Nam và cái địa chỉ chính xác của trường phổ thông trung học của mình luôn. Cho nên mà cái điều là mình nói là nếu các bạn mua bằng giả thì có thể là các bạn sẽ mất tiền và không được thẩm định ha. Rồi, đó là về cái vấn đề bằng tốt nghiệp. Bạn phải có bằng tốt nghiệp bạn mới đủ điều kiện để nộp hồ sơ đổi cái bằng. Cái quan trọng thứ hai nữa là bạn phải có sức khỏe. Trước khi nộp đơn xin
đổi bằng vào tiểu bang West Virginia, bạn phải đi bác sĩ khám tổng quát và phải có giấy xác nhận của bác sĩ là bạn hoàn toàn khỏe mạnh, đặc biệt là về da, các bệnh về da liễu hay là về phổi. Nếu mà bạn dính một trong những cái vấn đề đó thì bạn sẽ không đủ tiêu chuẩn để mà đổi bằng. Như vậy tất cả những người mà vào tiểu bang West Virginia để làm nails, trước hết là bạn rất là khỏe và thứ hai là bạn phải có trình độ. Đó, nó họ đòi hỏi những cái điều đó như vậy. Rồi cái thứ ba nữa là bạn phải có cái transcript của cái tiểu bang gốc mà bạn lấy bằng. Hồi xưa lúc mà mình làm á thì họ chỉ yêu cầu cái bằng giờ thôi, có nghĩa là cái bằng giờ là cái certificate xác nhận bạn là bạn đã học mấy trăm giờ như vậy đó, rồi mình nộp vào. Và cái giờ học ở cái tiểu bang West Virginia này là 400 giờ à, mà trong khi đó cái tiểu bang gốc mà mình lấy bằng là tiểu bang New York thì nó chỉ có 250 giờ thôi. Thì họ yêu cầu là mình phải bù thêm 150 giờ đó bằng cách là mình phải có ít nhất 2 năm đi làm với cái nghề nails. Thì lúc đó mình lấy cái bằng của mình là từ năm 2003 rồi, mà tới năm vừa rồi mình làm là năm 2017 đó, thì là mình đã làm 13 năm kinh nghiệm, thì mình nộp vô thì họ chấp nhận liền đó. Cho nên bây giờ thì họ không cần cái bằng giờ nữa, mà họ bắt buộc bạn phải có bản transcript của trường mà bạn đã học. Đó là trong đó nó xác nhận bạn đã học bao nhiêu giờ vệ sinh, học bao nhiêu giờ làm nail, học bao nhiêu giờ cái này cái kia đó, rồi tổng cộng là bao nhiêu giờ. Họ chấp nhận cái tờ đó. Rất là khó nha mọi người. Và hầu như những cái bằng mà các bạn lấy ở những cái tiểu bang đó, đa số là các trường nó đã đóng cửa. Những cái trường nào đóng cửa, bạn có quyền xin ở cái stable của tiểu bang đó xác nhận là trường đó đóng cửa. Nhưng nếu cái trường đó đã bị vết ở trong stable là làm bằng giả hay là cho giờ giả, thì bạn vĩnh viễn sẽ không được đổi bằng ở cái tiểu bang West Virginia. Chỉ có cách là bạn phải đi học lại từ đầu và lấy bằng từ cái tiểu bang West Virginia. Rồi sau đó thì những cái giấy tờ lặt vặt này kia nọ và phí thì bạn nộp vô. Đó là coi như là ba cái bước đầu tiên bạn phải có rất là quan trọng, đó là bằng tốt nghiệp, cái thứ hai nữa là sức khỏe, và cái thứ ba nữa là cái bằng transcript của cái bằng gốc của bạn. Ok. Rồi xong, bạn sẽ phải đi thi luật tiểu bang, nó gọi là state law. Bạn phải đậu cái bằng đó rồi bạn mới được cấp bằng của tiểu bang West Virginia. Bây giờ là mình đã nói về cái vấn đề thứ ba của cái việc mà tại sao làm nail ở West Virginia vẫn còn nhiều tiền. Cái quan trọng nữa là khi mình vào mình làm ở đây, cái hệ thống làm việc ở đây nó cũng khác với ở ngoài rất là nhiều. Thì cái sự đòi hỏi tay nghề là chắc chắn ở đâu cũng cần. Nhưng mà ngoài ra thì những cái tiểu bang lớn họ đòi hỏi cái dịch vụ nó phải rất là cao. Ví dụ như là mình làm khách thì mình phải cho họ nước uống, phải bưng rượu, phải bưng nước cho họ. Rồi mình phải, tại vì cái sự cạnh tranh quá là nhiều, mỗi một cái góc đường là một cái tiệm nails như thế, sự cạnh tranh nhiều, cho nên mình phải cho họ những cái dịch vụ thật là tốt hơn những cái tiệm khác để mà mình giữ khách. Trong khi đó ở cái tiểu bang ở đây đó thì mình không có nhiều sự cạnh tranh, cho nên là những cái nói chung là mình phải làm cho khách tốt để họ vui vẻ, nhưng mà cái sự đòi hỏi về cái dịch vụ nó không cao. Miễn làm sao mình làm tay làm chân cho khách mà khách vui vẻ hài lòng là ok. Còn những cái vụ mà đi lấy nước, lấy nôi, pha cà phê, rồi làm những cái dịch vụ như là deluxe thì mình phải làm bao nhiêu phút, rồi mình phải cắt dưa leo, mình bào dưa leo, mình để lên, rồi mình phải đứng lên đứng xuống bao nhiêu lần để mà mình phục vụ được một cái chân deluxe. Trong khi đó ở đây một cái chân deluxe mình làm rất là đơn giản, mình chỉ cần massage nhiều hơn và mình chỉ chân chà chân cho sạch hơn thôi. Còn những cái lặt vặt khác, nào là nấu nước trà bỏ vô trong chân hay cái này kia, rồi cắt cam, rồi tùm lum tùm la, thì những cái đó nó không có ở đây và không cần thiết, cũng như là làm cho mình mất quá nhiều thời gian. Nhưng thực sự cái chất lượng nó có được như vậy hay không, làm
một cái chân coi như deluxe 50 phút ở ngoài thành phố đi. Thực sự mà đứng lên đứng xuống mình cũng đã mất hết 10 phút rồi. Thì mình massage cho khách thực ra cũng chẳng có bao nhiêu. Mà trong khi đó là một cái chân deluxe ở đây cũng 50 phút nhưng mà người ta được thưởng tới 15-20 phút massage. Thì đi qua đi lại thì cái sự màu mè, cái sự mà sang trọng ở những cái tiểu bang lớn đó, thì làm cho khách cảm thấy là họ sang trọng, họ quý phái. Nhưng mà cái chất lượng về cái massage thì có lẽ là không bằng ở trong đây. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thợ làm ở trong cái tiểu bang West Virginia thì họ được một cái đặc ưu điểm là như vậy. Đa số những cái tiệm lớn ở tiểu bang này đó thì người ta có tiếp tân, rồi người ta có chủ chạy lo những cái vấn đề khác giống như lấy nước sơn hay là lau bồn hay là nói chung là những cái việc lặt vặt thì thợ không cần phải làm. Cái nhiệm vụ của một người thợ là chỉ cần phải làm cho khách thôi, làm cho khách vui vẻ, làm cho đẹp, chất lượng cao là ok. Còn lại những việc khác thì chủ lo cũng như tiếp tân họ lo hết, lấy tiền mà rồi lau chùi, coi như là thợ vào đây chỉ đi vô làm và đi về nhà chứ không có cần phải làm lau cửa sổ, lau bồn, đi dẹp nước sơn, rồi xếp khăn, giặt khăn, không, hoàn toàn không. Mình vào làm ở hai tiệm rồi và mình không phải làm bất cứ những cái việc gì trong đó. Chỉ khi nào mình cảm thấy mình quá rảnh hoặc là lúc nào vắng quá thì mình cảm thấy là mình thích phụ thì mình phụ thôi. Nếu mà họ không có yêu cầu và họ không đưa cho mình những cái công việc như vậy, bởi vì giống là họ cần thợ để làm cho khách chứ không phải cần thợ để vào clean up đó. Thì như vậy là có được những cái đó rất là tốt khi mà mình làm vào cái tiểu bang ở trong đây. Rồi đi làm xong rồi xong khách xong rồi mình đứng dậy đi về thôi à. Nói chung là làm ở cái tiểu bang này mình có nhiều thời gian để mình tập trung cho khách hơn. Mình nhớ hồi xưa mình làm ở Florida, có những ngày cuối tuần khách hẹn của mình rất là đông, ngày nào cũng đông hết. Mình phải làm, mình vô là mình làm cho tới mình đứng dậy đi về thôi. Nhưng mà mình phải phục vụ cho khách từ coi như là từ đầu tới cuối, như là giống như khách có treo ở trên tay trên chân á thì mình phải tự làm hết. Mình phải tự ráp tay của khách, tự ráp chân của khách rồi xong mình mới ngồi xuống mình làm. Còn ở đây á thì mình làm á là khi mà khách vào mà có treo tay treo chân á thì là người tiếp tân người ta làm cho mình hết, mà hoặc là chủ người ta ngồi xuống người ta làm hết cho mình, cho nên mình rất là nhiều thời gian để mà mình làm cho khách. Đó cũng chính là một cái sự khác biệt. Tại vì mọi người biết không, một ngày mình làm chỉ có 10 tiếng thôi thì làm sao mình có thể làm một cái lượng khách là 18-20 người mỗi một ngày, mà cái double service luôn, có nghĩa là làm tay làm chân luôn. Ở những cái tiểu bang lớn mình không có đủ thời gian để mà mình làm 20 khách một ngày đâu. Mà vào đây mình nói thật là mình làm, với lại mình chắc mình cũng có sức, mình cài quá. Thì một ngày trung bình khoảng là những ngày vắng lắm thì cũng khoảng 13-15 hả, còn đông khách thì khoảng trên 20. Là mình tính luôn là cả single service với lại là double service. Thì vì những cái việc lặt vặt là người ta đã làm hết rồi thì mình chỉ ngồi xuống mình làm cho khách thôi, chứ không phải là nói ẩu nha mọi người. Không, nếu mà tính ra là không ẩu, không phải ẩu đâu. Chỉ có là hơi vào mùa hè thì tháng 4, tháng 5 đó thì những cái mùa prom em bé học sinh vô rất là nhiều. Họ đi vào họ làm nails mà giống như đi trễ hội, mình kinh khủng lắm. Cái thời gian lần đầu tiên mình mới bước vào cái tiểu bang này mình làm, mình thấy ôi trời ơi, làm vậy kiểu này sức nào mà chịu nổi. Có nghĩa là vô đặt đít xuống mà ngồi làm cho tới chiều luôn, mà làm tối bụi, làm tắt mặt, là không dám nhìn lên luôn. Bởi vì khách từ mọi phía, khách ngồi chờ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng chuyện bình thường, thì không có đủ thợ đó. Người ta chờ rất là lâu và rất là ồn ào. Mình ngồi cứ cắm đầu làm, mà tới chừng ngẩng đầu lên là tới giờ đi về. Đi giống như trảy hội ở bên Việt Nam gì đó, vui lắm. Ok, thôi bây giờ mình tạm dừng cái video của mình ở đây để mình chuẩn bị đi vô trung tâm thành phố rồi. Thì ở trong đây xe nó rất là đông, mình không có thể vừa nói mà vừa chạy được ha. Hẹn gặp lại mọi người chút xíu nữa trên đường về. Ok, bye bye. Ok.
ok, bây giờ mình đã ra khỏi trung tâm thành phố rồi. Giờ mình chạy khoảng 24 miles nữa là mình sẽ tới nhà của mình. Và đây mình chỉ chạy trên xa lộ thôi, để mình có thể tiếp tục cái câu chuyện của mình. Hồi nãy là mình đang tạm dừng ở cái khúc mà làm cái nghề làm nail ở tiểu bang West Virginia. Bây giờ mình vòng trở lại ha. Khi nãy là mình đã nói xong về cái vấn đề là đổi bằng vào tiểu bang West Virginia rồi, và lý do là tại sao ở West Virginia thì cái thu nhập của cái nghề nail vẫn còn khá cao. Và cái điều mà mình muốn nói ở đây đó là tại sao cái người ngoài cái bằng ra thì tại sao ít người Việt sống ở đây. Thì bản thân mình á là mình biết nó buồn lắm, và cái tiểu bang này rất là buồn, đặc biệt là cho những cái người độc thân á, không có cái chỗ gì để chơi. Nói chung là chỉ còn của Mỹ, mà bản thân của người Mỹ họ cũng không có cái gì để chơi. Bar club rồi nhà hàng ngay chỗ của khu mình ở là không có. Người ta muốn đi chơi người ta phải chạy lên trên thành phố này nè, thành phố của Pittsburgh nè, của Pennsylvania đó, thì người ta có mới có chỗ chơi. Cho nên nó là cái tiệm nail sẽ ít tiệm nail rồi ít thợ, mà đông người tới làm. Ở đây không nói tới vấn đề có khách để cho thợ làm hay không, vấn đề ở đây là bạn có đủ sức để làm hay không. Phải mạnh mẽ lắm đó, cài 7 ngày một tuần. Mình có thể nghỉ nếu như mà mình muốn, mình thì 6 ngày một tuần. Nhưng mà nghỉ để làm cái gì? Không có cái chuyện gì để mình làm hết trơn. Ngay cả cái chuyện mà nhu cầu thiết yếu nhất là đi ăn một cái tô phở, ăn một cái tô bún riêu, hay là đi chợ mua sắm để về nhà nấu những cái món ăn Việt Nam là cũng quá khó khăn. Giống như ngày hôm nay mình đi chợ đó mọi người, mua được rau muống là quý lắm rồi đó. Hôm nay mình mua được một bó rau muống mà nó còn tươi ngon, mà nó đâu 6-7 đồng thì một bó là quý lắm rồi. Với lại được vài cái cọng cải, cải xanh, cải ngọt, cải tầng ô cũng có nữa, là quá quý. Còn muốn ăn những cái món xa xỉ như phở, bún riêu, hủ tiếu này thì coi như quên đi. Đó, thì ngay cả cái chuyện cuộc đời của con người đó chỉ là sống để ăn. Ủa mà không biết mọi người có vậy không, chứ mình thì coi mình ốm ốm thì chứ mình ăn dữ lắm nha. Tại vì sao? Mình ốm mà mình thích ăn, mà mình ăn thích ăn đồ ngon. Đó là lý do tại sao mình ốm. Tại vì đồ ngon không phải lúc nào cũng có. Mà đặc biệt là ở đây. Còn những bạn nào mà thích đồ ăn Việt không ăn được đồ ăn Mỹ thì coi như không có cái sự không có cái sự gì để mà tìm kiếm ở cái tiểu bang West về cái nhà này, trừ tiền. Ở tiểu bang này các bạn có tiền, ngoài ra các bạn không có gì hết, niềm vui cũng không có, gia đình cũng không có, bạn bè ở đây cũng ít lắm, cho nên ít người Việt mà đi làm rồi về, rồi lại khí hậu nữa, coi như là mùa hè thì rất là ít, mà mùa đông thì rất là nhiều, lại lạnh, cô đơn, lạnh lẽo, không có đồ ăn, thì là lý do gì để bạn ở đây? Chỉ có nhiều người giống như mình này, có lẽ mình nói dùng cái tiếng là mình ham tiền đi, thì mình vô đây mình làm một cái thời gian đi, làm chừng 1 năm 2 năm 2-3 năm gì đó, mình cảm thấy có đủ số vốn thì mình đi ra, chứ mình cũng không có nghĩ là mình sẽ ở trên cái núi này nó lâu. Đó là như vậy đó, chuyện là như vậy đó. Còn ai mà muốn thấy nghĩ là mình nói nó quá cái sự thật thì xin mời vào đây. Chỉ có những ai thích tiền, không sợ sự cô đơn và thích cái thời tiết lạnh lẽo thì có thể vào đây. Welcome to West Virginia. Ok, mình hôm nay mình nói hơi nhiều, mà không biết cái lý do gì mà mình nói nhiều dữ vậy luôn á. Có lẽ là cái trời lạnh lạnh này mình cảm thấy buồn buồn đó, rồi cái mình nhớ cái sự mà ồn ào náo nhiệt phồn hoa ở thành phố lớn, cho nên á mình bắt đầu thổ lộ cái tâm sự của mình vậy đó.
trời nhìn thiệt là buồn đó mọi người ơi. Tuyết ở ngoài trời nó bắn xe 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 sáng của cái sự sáng, của cái sự trắng, của cái nói vậy mọi người đúng không, cái sự sáng của cái sự trắng của cái tuyết đó. Mình nói đôi khi mình cũng không có hiểu, mình cũng không có biết là mình đang nói cái gì, mà mấy bạn mà hiểu mình là mấy bạn hay lắm luôn đó nha. Nãy phục, nãy phục. Bây giờ mình sắp tới nhà rồi. Thôi chúc mọi người một ngày vui vẻ, dù ở nơi đâu, ở tiểu bang lạnh lẽo hay là ở nơi xứ nóng tình nồng. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với mình. Còn cái người đang đồng hành với mình đang ngủ và mình nghe rõ tiếng ngáy rất là nhẹ luôn. Ok.